Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ bàn ghế cà phê sân vườn vừa đẹp mắt, vừa bền bỉ và giá cả phải chăng, thì bộ bàn ghế cà phê mã BGD11VANG của Nội thất Đức Thông Dĩ An chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với thiết kế tinh tế và hiện đại, bộ bàn ghế cà phê này bao gồm hai chiếc ghế cà phê nhựa giả mây và một bàn cà phê mặt gỗ chân sắt. Ghế được thiết kế với bề ngồi cao 430mm, lưng cao 870mm và rộng 400mm, mang lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Chất liệu sợi nhựa giả mây không chỉ tạo nên vẻ đẹp tự nhiên mà còn đảm bảo độ bền cao, chống chịu tốt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi sử dụng ngoài trời. Điểm đặc biệt của sản phẩm ghế cà phê này là thiết kế kiềng chéo ở chân ghế. Kiềng chéo không chỉ tăng thêm tính thẩm mỹ mà còn giúp ghế trở nên chắc chắn hơn, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Chân sắt được sơn tĩnh điện giúp chống rỉ sét, duy trì độ mới lâu dài dù đặt ở bất kỳ không gian nào. Về bàn cà phê đi kèm có mặt gỗ chắc chắn kết hợp với chân sắt sơn tĩnh điện, tạo nên sự hài hòa về màu sắc và chất liệu. Kích thước bàn vừa phải, phù hợp để đặt trong sân vườn hay ngoài trời mà không chiếm quá nhiều diện tích. Bộ bàn ghế cà phê mã BGD11VANG của Nội thất Đức Thông Dĩ An là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, chất liệu bền bỉ và giá cả phải chăng. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm bộ bàn ghế cà phê sân vườn hay ngoài trời chất lượng cao nhưng vẫn muốn tiết kiệm chi phí. Hãy đến ngay Nội thất Đức Thông Dĩ An để trải nghiệm và sở hữu ngay bộ sản phẩm tuyệt vời này.